do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đặc biệt là hoàn lưu sau bão, gây mưa to đến rất to, làm sạt lở tại trường trung học cơ sở xã Lâm Phú, hư hại công trình nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng học đang xây dựng. Trước nguy cơ mất an toàn và di rời khẩn cấp 260 giáo viên học sinh đến các điểm trường tiểu học trên địa bàn học tập, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng tốt nhất cho việc giảng dạy học tập an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Lang Chánh do ảnh hưởng cơn bão số 3 đã có mưa lớn dẫn đến một số cái điểm trường có thiệt hại. Trong đó thì cơn bão số 3 đã làm cho hai điểm trường bị tốc mái. Ngay sau khi nhận được thông tin, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện và các phòng chức năng cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ kinh phí để khắc phục. Để đến nay thì hai cái điểm trường tốc mái cũng đã khắc phục sửa chữa xong. Sau cơn bão thì mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài, dẫn đến là việc sạt lở của cái điểm trường đang xây dựng của trường Trung học cơ sở Lâm Phú gây mất an toàn cho giáo viên và học sinh. Sau khi nhận được thông tin thì lãnh đạo huyện cũng đã chỉ đạo quyết liệt việc đảm bảo an toàn và quyết định là tạm dừng hoạt động tại trường Trung học cơ sở Lâm Phú, chuyển học sinh, giáo viên và tài sản đến các cái điểm trường khác của trường tiểu học Lâm Phú, bố trí sắp xếp các cái phòng học chức năng thành phòng học cho học sinh trung học cơ sở để giải quyết trước mắt cái việc đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh và tiếp tục dạy và học bình thường. Hiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập đã được nhà trường di dời và bố trí đảm bảo. Khối 6 học tại phòng học của điểm trường khu lẻ bản Cháo Pi, khối 7, 8, 9 học tại khu chính trường tiểu học xã Lâm Phú ở bản Buốc. Di dời học sinh đến các điểm trường khác, có 2 điểm trường di dời đến, 1 điểm trường thì cách nhà trường khoảng tầm 500m, còn điểm trường thứ 2 thì cách khoảng 7km. Nhà trường đã khẩn trương là di dời bàn ghế để chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất. Với cái phương án hiện tại thì cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác tổ chức dạy và học. Các thầy cô là cũng phải di chuyển xa hơn, học trò cũng di chuyển xa hơn, sắp xếp cái công tác giảng dạy cho nó phù hợp là rất khó khăn. Mong muốn hiện tại của nhà trường là mong các cấp ban ngành chức năng là sớm nhất để có thể khắc phục được cái hiện tượng hiện tại, để làm sao mà nhà trường có được một cái chỗ dạy học nó phù hợp hơn. Với sự vào cuộc tích cực của ngành giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương, nhà trường đã khẩn trương di dời và đảm bảo an toàn cho công tác giảng dạy học tập của học sinh là rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu về dài cần khắc phục triệt để tình trạng sạt lở hoặc tìm vị trí xây dựng trường mới để giáo viên học sinh được trở lại giảng dạy và học tập ở ngôi trường mình một cách an toàn nhất.